Ok, thì buổi trước đúng không? Anh em đã thử làm việc. Đấy là hai ông làm các ông lịch sử viên làm việc riêng lẻ với nhau đúng không? Trên một cái dự án. Và buổi trước thì mình thực hành là các ông ấy làm việc đúng không? Khác file nhau đúng không? Ông A sẽ tạo ra file ông A làm việc đúng không? Ông B tạo ra file ông B làm việc, file riêng lẻ nhau. Đấy, nhưng mà sẽ có trường hợp đúng không? Các ông ấy nó sẽ là có thể là tạo tên file trùng nhau chẳng hạn đúng không? Trong thư mục. Đấy, hoặc là ông ấy ông A ông sửa code của ông B chẳng hạn đấy thì nó sẽ như nào đúng không? Tóm lại còn sẽ trường là công ấy sẽ code chung file đúng không đấy thì nó sẽ như sau. Mình giải thích qua một chút đúng không? Thì buổi trước đúng không, như mình nói thằng Git nó sẽ làm việc với lịch sử đúng không, đó lịch sử nó không chỉ là lịch sử của cái tên file đúng không, các cái file mà lịch sử cả cái nội dung bên trong file nữa đúng không, nó sẽ là so sánh cả cái nội dung bên trong file đúng không, mình có thêm dòng gì đúng không thì nó sẽ là lưu cái dòng được thêm đấy vào trong lịch sử, được chưa? Đấy thì giả sử đúng không, trong một cái file là file file index chẳng hạn chấm .html chẳng hạn đi, được chưa? Có một ông không, ông ấy tạo ra một cái giao diện html đấy có gần này dòng chẳng hạn đúng không, ông ấy viết gần này dòng là code ông A này đó, rồi ông B đúng không, ông B ông ấy cũng tạo ra một cái file index.html cũng ở cái đường dẫn như vậy đúng không, cũng tạo ra một cái file index.html đó, ông B đúng không, ông cũng code từ dòng đầu đúng không, ông này code đấy khoảng vài dòng đầu chẳng hạn đấy, thì sẽ đến trường hợp đúng không là khi đẩy code này lên đúng không thì nó không biết là cái file này đúng không sẽ giữ code của ông A của ông B đúng không, giả sử nhá ông A đúng không để code lên trước không gì không bị gì cả đúng không, ông B để ông B nhắc khi ông B pull code về này đúng không, trước khi pull về đúng không, ông B ông pull code này về thì cái thằng GitHub thấy rằng cái thằng Git local đúng không nó thấy rằng cái file của ông B này đang có sẵn code này rồi đúng không, mà bây giờ kéo cái code này về thì nó sẽ có mấy cái dòng này đúng không, mấy dòng đầu bị trùng nhau đúng không đấy, mấy dòng đầu này nội dung khác nhau đấy thì nó sẽ cảnh báo cho anh em là sẽ có một cái xung đột ở trong cái file index.html này đó, các ông vào trong này ông các ông ấy trao đổi với nhau đi đúng không, xem là giữ lại code ông A đúng không hay là giữ lại code ông B hay là giữ lại cả hai đúng không đó hay như thế nào đó, thì đúng không thằng Git này thì ngoài cái việc nó lưu trữ code đúng không thì nó cũng hỗ trợ anh em là ghép code cái an toàn đó, thì giả sử nhá. Đấy, mình sẽ có hai ông lập trình viên như buổi trước nhé. K19. Đây đi. Giả sử nhá, mình sẽ có một file là của ông lập trình viên mới, trình cũ rồi. Buổi trước ở đâu nhỉ? Đây đây đúng không? Đây. Giả sử nhá. Đây là code cũ code mới đây. Đây đi. Bây giờ nhá, đúng không? Mình sẽ tạo ra một cái file là file index.html. Được chưa? File index gì đó. Đúng không? Trong này đúng không? Mình sẽ code mấy dòng đầu chẳng hạn. Rồi đúng không? Mình sẽ đẩy code này lên. Đẩy code này lên. Trước khi để lên mình sẽ clone một chỗ khác nữa. Đúng không? Không biết hôm trước mình để file chỗ nào. Đúng không? Tạm thời để trên giao diện mình nhá. Đúng không? Nhân viên mới chẳng hạn. GitHub. Mới đây. Clone code về này.
không? Khi mình clone về đúng không, thì nó sẽ là mang code ở đến thời điểm hiện tại về đúng không? Đấy, do cái thằng bên này mình chưa hề push lên thì nó sẽ lấy code về thời điểm đúng không, trước khi có cái file index này đúng không? Đó, đây là cái thằng mới đúng không? Tắt bớt này đi. Đó, bây giờ nhá, ông như bên cũ này đúng không, ông cũ này ông sẽ để code này lên đúng không? Đấy, trong khi đó đúng không, đồng thời bên này ông như mới đúng không? Cũng sẽ tạo ra một cái file là index đúng không, tên file trùng nhau đúng không, tên file trùng nhau là index. Đấy, trong này đúng không, ông sẽ code như là này chẳng hạn. Rồi nhá, bây giờ một trong hai ông sẽ post lên này đúng không, ông là post lên cũng được không quan trọng nhá. Add các chấm này, commit trừ m đúng không, trong bên cũ đúng không, đến đây chẳng hạn cái push đúng không, origin matter. Ok đúng không? Thì bây giờ trên này nó sẽ có một cái file là file index. Đấy đúng không? Nhìn cái cuối index đây. Đó. Bây giờ đúng không? Ông như mới. Đây, như mới đây. Bây giờ đúng không? Giả sử nhá, ông ấy muốn để code lên đúng không? Thì trước khi push thì ông sẽ pull code về chẳng hạn. Git pull origin master. À, sorry. Để vào trong này chứ. Đây. Đúng không? Git pull origin master. Khi pull code về này đúng không? Nó sẽ có một cái thông báo đúng không? Đấy. Đúng không? Nó sẽ có báo là một số cái file đúng không, bị ghi đè là cái file này index này. Đấy thì đúng không, đấy đúng không, nó bảo mình sẽ phải làm gì đó trước khi mở này. Thì cái này không, do là mình chưa commit đúng không, sẽ commit lại nhá, nó thông báo mình đúng không, trước khi pull code về thì mình phải lưu code hiện tại lại đúng không, để lưu code hiện tại lại thì mình phải là add và commit đúng không, để lưu cái hiện tại vào trong cái lịch sử của local ấy. Đấy, thì mình sẽ phải chạy đúng không? Add commit. Index như cái cũ chẳng hạn. Đấy, như mới đúng không? Rồi, bây giờ pull lại nhá. Đấy, nó thông báo này. Khi pull có mới về đúng không? Thì nó sẽ so sánh cái commit vừa rồi ấy, đúng không? Nó so sánh cái commit của mình vừa lưu trong máy này với cái code được commit trên GitHub đúng không? Thì cái commit mới nhất trên này đúng không? Nó là cái commit như cái index này vừa push lên đúng không? Đấy, nó so sánh cái thằng commit mới này với cái thằng commit ở trong local ấy đúng không? Cái thằng commit mình vừa lưu cái file index mới này. Đấy, thì nó thấy rằng đúng không? Trong hai file này nó có cái sự không thống nhất đúng không, thì nó thông báo rằng bị conflict. Đấy, khi anh em mà chạy git pull nhá đúng không, git pull này mà thấy cái chữ conflict này đúng không? Tức là sẽ là có cái sự xung đột về code, là anh em thấy cái chữ là merging này đúng không? Tức là đang có một cái vấn đề gì đấy mình cần phải xử lý, được chưa? Đấy thì xử lý như nào đúng không, thì nó thông báo này, đấy nó có vấn đề xảy ra khi mà nó auto merge, tức là nó tự động ghép code ở cái file index, được chưa? Thế thì mình xử lý như nào đúng không, đấy thì nó bảo rằng mình sẽ phải phải xử lý cái thằng trước đúng không, rồi mới có mới lại cái kết quả. Thì xử lý như nào đúng không, mình sẽ mở cái file lên nhá. Đây, khi anh em mở thằng Visual Code lên nhá, thì thấy như sau này, bên cái tay trái này, bên tay trái nhá, thì nó sẽ có một cái
các cái nối nối này, được chưa? Thì đây là cái nó kiểm tra code của mình, nó liên kết với Git. Đấy, thì anh em vào trong này nhá, vào trong cái thằng sort control này, đúng không? Sort control thì thấy sao, đúng không? Có một cái file đang bị đánh dấu đỏ chấm than này, là cái file index, đúng không? Đấy, thì mình sẽ xử lý file này. Khi anh em vào trong cái file này thì nó sẽ có hiện ra như sau. Đây, đúng không? Code của cái thằng nhân viên mới, đúng không? Đây là code của thằng nhân viên cũ này. Đó, được chưa? Đúng không? Thì có hai cái code như này thì nó đang hỏi mình, đúng không? Giữ lại thằng nào, đúng không? Accept current chain, đúng không? Đây là current chain này, đúng không? Đây là current chain, đúng không? Đấy, cái này gọi là incoming chain này, cái chain là current chain này, cả dưới là incoming chain nhá. Được chưa? Và nó cho mình bốn lựa chọn này, là accept current này, đúng không? Accept incoming, accept both. Đấy, và cái này là so sánh, đúng không? Nếu mình muốn giữ cái thằng current chain là cái thằng này, đúng không? Đấy, muốn giữ cái thằng bên ở trên này thì ấn chọn cái thằng current chain thì nó bỏ đi toàn bộ code của thằng cũ, đúng không? Và giữ lại của mình. Được chưa? Đấy, accept incoming chain, đúng không? Thì nó bỏ đi toàn bộ code của mình và giữ lại code của thằng mình như cũ. Đó. Đúng không? Accept both chain. Đúng không? Accept both là giữ lại cả hai. Đấy. Còn muốn, đúng không? Cái compare này là chuyển sang cái chế độ so sánh. Được chưa? Đấy, thì nó thấy sao, đúng không? Một ông đang code 6 đầu này, đúng không? Một ông code 7 dòng đầu. Đó, thì nó đang có cái sự không thống nhất về code, đúng không? Đấy, thì mình có thể mình so sánh trước rồi mình quyết định là chọn một trong ba cái này. Được chưa? Đó, thì đây là ba cái lựa chọn, đúng không? Để xử lý conflict khi anh em làm việc. Đấy. Đó, thì xử lý conflict, đúng không? Thì đơn giản nó sẽ là vào trong cái file mà đang có đánh dấu lỗi này. Đấy, mình lựa chọn những cái này. Thì đây là trong cái trường hợp đơn giản, đúng không? Sau này anh em làm việc nó sẽ có những cái phức tạp một chút. Rồi. Chưa, tạm thời mình sẽ lưu lại nhé, đúng không? Là ở xếp bốt chẳng hạn. Đấy. Thì trong trường hợp mà trong một số trường hợp, đúng không? Nếu như anh em mà vô tình mình đặt trùng tên file chẳng hạn, đúng không? Đó, thì mình có thể mình lấy cái nội dung này ra một cái file mới, đặt tên mới, đúng không? Đấy, và accept cái thằng còn lại. Kiểu như vậy. Và cái này thì tốt nhất nhá, khi làm việc này thì các ông sẽ phải là trao đổi với nhau, đúng không? Khi có một conflict xảy ra, đúng không? Đấy, vì đây là code của mình này, đúng không? Đây là code của thằng mới, đúng không? Đây là code của thằng cũ. Đó, thì hai thằng phải liên lạc với nhau, đúng không? Xem là sẽ được giữ lại của thằng nào, đúng không? Đó, để còn quyết định là sẽ chọn một trong ba đáp án kia, đúng không? Đấy, được chưa? Không được tự tự đợi, không được tự quyết định nhá, đúng không? Phải liên lạc với nhau, đúng không? Để quyết định, tránh trường mất code. Đấy, thì đúng không? Xong, giả sử nhá, mình sẽ chọn lại là giữ cả hai nhá, giữ cả hai này, đúng không? Và lưu lại, nhớ lưu lại nhá, đúng không? Sau khi lưu xong thì mình sẽ là lại, đúng không? Add commit, đúng không? Đấy, sau khi xử lý xong cái thằng conflict, đúng không? Đấy, nó hướng dẫn này. Sau khi xử lý xong cái thằng conflict, đúng không? Hãy fix conflict này rồi commit lại kết quả. Rồi. Fix xong rồi, đúng không? Thì bây giờ commit lại kết quả. Commit sigma, đúng không? Fix conflict chẳng hạn. Đó. Được. Lưu lại này. Bây giờ khi mình push lại, thì push lại, đúng không? Thì trên cái thằng Git online này nó có cái thằng mới, đúng không? Và mình xem lại nhá, được chưa? Cái file index, đúng không? Đó, bây giờ nó chưa code của cả hai thằng đấy, được chưa? Thì đây, đúng không? Làm việc nhóm, đúng không? Đấy, thì nó sẽ có những trường như vậy, đúng không? Ngoài cái việc mình tạo ra file mới, đúng không, thì nó còn có cả trường hợp anh em code trùng file nữa. Đấy, thì đây cũng là cách giải quyết. Đấy, khi anh em chỉ là tạo ra file mới, đúng không, thì đơn giản là mình sẽ pull về support lại, đúng không? Đấy, còn mấy trường là bị trùng file, đúng không, đấy thì phải xử lý như thế này, không? Thì mình sẽ nốt lại một số những trường gặp có thể gặp lại nhá, khi anh em làm việc nhóm.
Ngon ngon đó. Nói lại nha. Khi làm việc nhóm đúng không? Đấy, khi làm việc nhóm này. Nếu mà có file mới tạo ra đúng không? Đấy. Nếu có code mới được thêm vào đúng không? Có code mới. Có code mới thêm vào. Đúng không? Thì đơn giản là mình chỉ là pull xong rồi push lại đúng không? Đấy, thì làm việc là pull trước khi push. Đúng không? Pull rồi push. Đúng không? Còn trường hợp mà bị conflict đúng không? Trường hợp mà bị conflict như thế này. Được chưa? Nó ghi hẳn cái chữ conflict này. Để ý nhá, đúng không? Đấy, khi em mà xử lý code mà có cái chữ conflict này, tức là gì? Là mình đang bị code trùng file rồi. Đúng không? Đấy. Nếu có conflict. Đấy. Thì đúng không? Và trong cái thằng Visual Code này, đúng không? Trong cái phần sort control này. Đấy, để xem những cái file nào đang bị conflict đúng không? File nào có conflict nó đánh dấu chấm than đỏ ấy, để mình xử lý. Đúng không? Nếu có conflict đúng không? Đấy, thì chọn một trong ba kết quả đúng không? Chọn một trong ba phương án. Trong ba phương án. Đúng không? Giữ lại của thằng A đúng không? Giữ của thằng B, giữ lại của A2 đúng không? Đấy. Giữ code cũ này. Giữ code của mình đúng không? Giữ code của mình này. Đấy, giữ code người khác này, giữ code cũ này, và giữ cả hai, được chưa? Làm xong không thì lại commit và push, đấy, nó sẽ có hai trường hợp bị vấn đề này đúng không? Đấy, trường hợp anh em mà push lên đúng không? Push lên báo lỗi là gì? Có file mới đúng không? Thì pull về pull lại được, đúng không? Đấy, còn trường hợp mà khi anh em pull về đúng không? Khi pull về mà lại cũng có lỗi tiếp, tức là gì? Có trùng file. Được chưa? Đấy. Rồi, thì bây giờ nhá. Đúng không? Anh em thử thực hành cho mình trên máy tính của anh em nhá. Được chưa? Đấy. Tạo ra một cái, tức là mình sẽ là hai cái file clone đúng không? Đấy, clone của thằng cũ và một cái clone của thằng mới. Đúng không? Như mình vừa làm đúng không? Đấy, sẽ có một cái file clone của thằng nhân viên cũ này. Đấy, một cái file clone của thằng nhân viên mới đây đúng không? Đấy, một trong hai thằng này sẽ là cái thằng này sẽ cùng tạo ra một cái file trùng tên đúng không? Trùng tên. Đấy. Và làm việc ở trong đấy. Push lại xem đúng ok, cái phần mình vừa demo qua thì anh Khánh với bạn Sơn có theo dõi kịp không nhỉ? Có bị gặp vấn đề gì khó hiểu không? Hiểu dạ kịp ạ. Anh Khánh thì sao? Ok, em ơi. Vâng, ok thì anh em sẽ thực hành nhá. Hai người làm việc chung file cho em. Vâng, thì anh em vừa thực hành xong cái trường hợp là hai ông làm việc đúng không? Bị code trùng file thì bây giờ sẽ làm với cả nhóm và lớp luôn nhá. Đây, trên cái ghi của mình này. Thì các em nhá, anh sẽ tạo ra một cái file điểm danh. Được chưa? Trên cái này mình sẽ tạo ra một cái file điểm danh. Wow. Đấy, tất cả anh em sẽ vào trong này điểm danh cho mình nhá. Trong này nhá, mình sẽ có một nội dung có sẵn này là một đúng không? Đấy, như này. Được chưa? Đó, bây giờ đúng không? Mọi người sẽ pull cái code này về nhá, được chưa? Và điểm danh của anh em vào, đúng không? Đấy, nhớ điểm danh cho mình đúng cái thứ tự nhá, 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Danh này, cái chấm này. Cuốn về đúng không?
Rồi. Đó, mình vừa tạo ra cái phép điểm danh nhá, đúng không? Bây giờ mình sẽ put lại này. Đúng không? Bây giờ trên này sẽ có file điểm danh này nhá, mọi người vào trong này điểm danh cho mình nhá, được chưa? Đấy, đúng tự nhiên đúng không? Mình có một rồi, anh em thể là 2 3 4 đằng sau nhá. Đấy. Ông nào vào sau đúng không? Đấy thì sửa lại thứ tự mình đúng không? Ông trước là một rồi, anh em phải sửa lại số mình là thành số 2, chưa? Và giữ lại cả hai đúng không? Đấy thì mọi người sẽ cùng nhau điểm danh vào trong file đấy, làm chung vào trong file đấy luôn. Anh Sơn với bạn 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 Sơn với anh Khánh nhá, thì anh em sẽ cùng điểm danh hết vào trong cái file điểm danh đấy cho mình nhá, được chưa? Đấy, khi nào mình thấy là anh em Lên clone về xong rồi vào đó điểm danh rồi bút lại thôi. đúng anh đấy, nhưng mà khi anh làm thì nó sẽ có vấn đề, được chưa? Anh xử lý cho em đó, xem anh em có điểm danh lên không, đúng không? Lên được là anh em biết cách làm rồi nhá. Bạn Sơn cũng làm cho mình nhá, đấy, pull lại để có cái file điểm danh này rồi vào trong đấy sửa nhá. Đó thì anh em vừa thực hành xong cái phần bài tập rồi đúng không, thì sẽ thấy như sau. Đó, khi anh em làm việc chung trên một cái thằng master đúng không, thì nó sẽ bị như vậy đúng không? Đó, ông này push đúng không thì ông kia lại phải pull về đúng không? Bất kỳ người nào push đúng không thì người kia phải pull về đúng không? Đấy, và khi pull về đúng không thì nó lại có thể bị conflict nữa đúng không, thì thành ra anh em thể phải sửa conflict liên tục đúng không? Đó, thế thì để tránh hiểu như vậy người ta sẽ làm như nào, thì trong một cái dự án thực tế đúng không, người ta không chỉ có mỗi thằng master ở đâu, nó sẽ có nhiều nhánh khác, được chưa? Thì mình sẽ có cái sơ đồ làm việc thực tế nhá, đúng không? Hiện tại này cái git của mình đúng không, git của mình hiện tại đang có một đường thẳng là cái thằng master đúng không, master master là cái thằng này này, đúng không? Có một thằng master duy nhất, được chưa? Trong này đúng không, mình có thể mình có nhiều cái nhánh khác, nhiều cái đường đi khác, được chưa? Đúng không? Master này đúng không, là sẽ là từ cái lúc khởi đầu dự án đúng không, đến lúc kết thúc dự án, được chưa? Trong lúc kết thúc dự án đúng không, từ lúc khởi đầu đến lúc kết thúc này thì mình có thể mình đi lòng vòng nhiều kiểu khác nhau đúng không? Đó thì nhá, trong thực tế này người ta sẽ không chỉ mỗi master này, master nhá sẽ là cái nhánh để người ta lưu trữ thành quả làm việc đúng không? Khi mình làm xong một chức năng thì mình sẽ cho lên trên master đúng không? Còn lúc trong đang trong quá trình phát triển ấy, thì người ta sẽ không cho lên đây, đúng không? Người ta sẽ làm ở chỗ khác. Đấy, thì đúng không? Như kiểu anh em làm cái thằng Facebook ấy, đúng không? Thỉnh thoảng đúng không? Tự dưng trước nó đang logo Facebook, hôm nay thành logo Meta đúng không? Đó, tức là gì? Người ta sẽ phải sửa ở chỗ khác đúng không? Sau khi sửa xong người ta mới up lên trên master này. Đúng không? Hay là có cái chức năng đúng không? Người ta sửa một cái giao diện gì đó, là một chức năng gì đó đúng không? Thì người ta sẽ làm ở chỗ khác. Được chưa? Xong rồi đúng không? Thì người ta mới cho lên master này. Đấy, thì cái thằng master đúng không, là cái thằng thành phẩm ấy nó sẽ tiếp tục đúng không, mình không sửa thằng này đúng không, mình chỉ cập nhật chức năng mới thôi. Đấy, thế lúc mình muốn sửa thêm chức năng mới thì mình sẽ phát triển ở đâu đúng không, mình sẽ tạo ra một nhánh riêng. Giả sử này nhóm mình đang có 4 đâu đúng không, đấy, giả sử nhá ông Linh này đúng không, khi tham gia dự án nhá ông sẽ tạo ra một nhánh là nhánh Linh đúng không. Ông Mạnh khi tham gia dự án ông sẽ tạo ra một nhánh nhánh Mạnh đúng không? Nhánh Linh này đúng không? Ông Mạnh tham gia dự án thì sẽ có một nhánh Mạnh này đúng không? Ông Sơn khi tham gia dự án đúng không, sẽ tạo ra một nhánh nhánh Sơn đúng không? Ông Khánh thì nhánh Khánh đó, mỗi ông sẽ làm một cái chức năng khác nhau đúng không? Đấy, giả sử ông thì làm cập nhật giao diện chẳng hạn, ông thì làm chức năng đăng nhập đột xuất, ông làm chức năng nhắn tin chẳng hạn đúng không? Đó, thì trong quá trình phát triển đúng không, thì ông ấy sẽ làm trên nhánh của chính mình thôi, được chưa? Khi ông Linh làm trên nhánh ông Linh đúng không, thì không có ai put lên nhánh này cả đúng không, ngoại trừ ông Linh đúng không? Khi ông Mạnh làm việc ở nhánh ông Mạnh đúng không, thì không có ai put lên nhánh cả ngoại trừ ông Mạnh, được chưa? Thì sẽ gần như không bao giờ có conflict đúng không? Đó, được chưa? Ông Linh này giả sử ông làm về giao diện chẳng hạn đúng không, sau khi làm xong giao diện HTML chẳng hạn, ông ấy push lên trên master. Đấy, thì bây giờ đúng không? Trên master sẽ có lịch sử của cổng link
ở đây đúng không, ngày hôm sau đúng không, ông mạnh làm xong chức năng đấy, ông ấy put lên trên master đúng không, thì khi ông put lên thì nó sẽ có lỗi đúng không, lỗi là gì, ông ấy chưa có lịch sử của ông Linh đúng không, thì bây giờ ông phải pull về đúng không, pull của ông Linh này về đó đúng không, để có cái lịch sử đúng không đấy, rồi cho trên này cũng tương tự vậy đúng không, câu còn lại đúng không đấy chưa. Tức là gì, khi làm trong dự án thực tế đúng không, thì mình sẽ không làm trực tiếp với master, master này sẽ do cái ông quản lý dự án này ông cầm đúng không, cái anh em cầm ấy là những cái nhánh riêng của anh em đấy, đúng không, nếu lỗi đúng không, nếu lỗi thì lỗi của anh em thôi, không lỗi trên master được chưa, master lỗi cái là sập sản phẩm luôn đúng không. Đó, thế thì mình làm việc như nào đúng không? Demo nhá. Demo này. Sử này. À không, cái này anh em tự tự tạo. Mình tự tạo được. Đấy. Đấy đúng không? Bây giờ nhá, để tạo nhánh riêng này. Mình sẽ kiểm tra xem có code mới gì nhá, thu lại này cho đủ nhá. Đây bây giờ đúng không, muốn rẽ nhánh này thì mình sẽ dùng câu lệnh như sau, git check out trừ b, hồi trước check out là để chuyển nhánh đúng không, bây giờ thêm trừ b. Đấy, nó sẽ là vừa tạo nhánh và vừa chuyển nhánh cho anh em luôn. Giả sử nhá, mình tạo nhánh thái này thì là git check out trừ b thái enter nhá đúng không, thì em thấy này cái thằng master đúng không, nó biến thành thái được chưa, tức gì bây giờ mình là nhánh thái đúng không, mình không còn nhánh master nữa được chưa? Bây giờ nhá, giả sử đúng không, mình sẽ tạo ra một cái file đi đúng không, code thái chẳng hạn. Bây giờ add commit put nhá. Đúng không? Bây giờ là origin thái nhá. Được chưa? Mình là nhánh thái đúng không? Thì push nhánh thái được chưa? Ở nhánh nào push nhánh đấy nhá đúng không? Không thể push lên nhánh được, đúng không? Tại vì sao? Lịch sử khác nhau đúng không? Đấy, master lịch sử khác đúng không? Nhánh mình lịch sử khác. Được chưa? Trên nhánh mình không là cái lịch sử là cái trong quá trình phát triển cái sản phẩm đúng không, đấy trên master thì nó chỉ có lịch sử đúng không, các cái lần push của công khác đúng không, đấy thì mình không thể push trực tiếp master đúng không, mình sẽ push đến nhánh của Thái này đúng không. Không, khi nào em push thì nó mới tạo hình Thái cho em đúng rồi. Thế nhá, cái thằng git check out b đúng không, sẽ là tạo nhánh ở trên máy tính của mình này đúng không, nó git check out b là tạo nhánh trên máy tính của mình này đúng không, như nó cũng chưa đúng không, git push là để đồng bộ lịch sử đúng không, đấy khi nào push lên đúng không thì nó đồng bộ cái thằng nhánh thái này đến cái up chưa, nó lại nhá đúng không, sẽ có nhánh nữa nhánh thái đây được chưa, và khi vào nhánh thái đúng không, vào nhánh thái đúng không? Đây nhánh master này đúng không? Master thì nó sẽ có những file này đúng không? Đấy sang nhánh thái này thì nó sẽ có thêm một cái file là file code thái đúng không? Đây. Được. Đó. Và nhá, nhánh thái này khi mình sang lịch sử commit nhá. Đúng không? Thì em thấy này, nó sẽ có đầy đủ lịch sử đúng không của cái thằng master. Đúng không? Tại vì sao? Tại vì mình sửa thằng thái từ thằng master đúng không? Thì nó có đủ lịch sử của thằng master được chưa? Đấy. Đấy nhá, bây giờ mình sẽ nhắc lại một chút này đúng không, nói lại một chút đấy, để tạo nhánh nhá, rẽ nhánh này, rẽ nhánh thì sẽ có câu lệnh là git checkout trừ b đúng không, tên nhánh
Đấy, nhưng mà buổi trước anh em cũng là dùng cái thằng Git checkout đúng không? Như buổi trước, Git checkout để chuyển nhánh đúng không? Chuyển nhánh. Còn bây giờ Git checkout chữ B này là vừa tạo nhánh vừa chuyển nhánh. Được chưa? Thì đây thì mình vừa có tạo ra nhánh thái đúng không? Và chuyển sang nhánh thái. Thế bây giờ muốn quay lại master đúng không? Thì là Git checkout master. Thì mình sẽ về nhánh master. Được chưa? Thằng checkout đúng không? Nó sẽ là dùng để di chuyển giữa các cái mốc lịch sử này và di chuyển các nhánh với nhau. Được chưa? Đó. Đúng không? Sẽ nhánh là đi trên cao chữ B. Đúng không? Chuyển nhánh đúng không? Chuyển nhánh là đi trên cao không, mình không thể push từ nhánh A sang nhánh B được. Mình sẽ làm như nào đúng không? Đây. Cách làm nhá, để gộp code của hai nhánh với nhau đúng không, để có thể gộp code hai nhánh với nhau thì mình dùng lệnh pull. Em về master đúng không, em sẽ pull của nhánh thái về đúng không, git pull origin đấy chưa vâng, thì nó sẽ có thêm cái file code thái ở trong này. Ừ, xong lưu lại pull lên được chưa. Đấy, thì git pull đúng không, git pull thì anh có thể pull từ nhiều nhánh khác nhau. Đúng không? Git push thì nhánh nào push nhánh đấy. Đúng không? Push thì phải đúng nhất lịch sử đúng không? Đúng không? Pull là để mình lôi lịch sử về. Đúng không? Đó. Đúng không? Đấy, dễ nhánh nhánh khác này đúng không? Để lấy code nhánh khác về đúng không? Git pull được chưa? Lấy code từ nhánh khác về đúng không? Thì là git pull. Tên nhánh. Pool đúng không? Origin tên nhánh. Được chưa? Đó. Và anh em đúng không? Anh em tiếp theo này thì mình có git pool đúng không? Đấy, và trên thực tế nhá đúng không? Thực tế này thì mình ấy là những ông kiểu lính đúng không? Thì mình không được phép pull pull nhánh khác của master như thế này. Đúng không? Đó thì cái việc pull từ nhánh của em về master ấy thì sẽ dâu cái ông quả dự án không làm. Được chưa? Đó thì để đúng không? Để biết đúng không? Biết là mình đã xong rồi ấy, thì em sẽ là tạo ra một cái gọi là pull request. Được chưa? Đấy. Đúng không? Muốn báo cho ông quản lý dự án đúng không? Là tôi làm xong chuyện này rồi. Đấy thì mình tạo ra một cái pull đúng không? Đấy. Sẽ tạo ra một cái pull request nhá. Pull request. Sorry. Đấy không? Có tên ở đây. Có ở đây nhá. Pull request. Đây, sẽ tạo nhánh này, đúng không? Sẽ là mở từ nhánh nào bằng như nào đúng không? Mình sẽ mở từ nhánh thái đúng không? Muốn gộp code từ nhánh thái và nhánh master đúng không? Thì chuyển đến này, được chưa? Đó, từ nhánh thái và nhánh master này, đúng không? Nội dung là cái gì đúng không? Nội dung là cái gì? Thì anh em sẽ viết trong này. Create pull request. Viết đây. Được chưa? Đấy, làm xong chức năng chat chẳng hạn đúng không? Đấy. Ừ. Chức năng gì đó, đúng không? Báo công việc ở trong này. Được chưa? Đúng không? Báo cáo thay đổi trong này. Đấy. Vâng, và anh làm này mà thấy cái dấu đấu là dấu xanh không? Dấu tích xanh này tức là gì, không có conflict gì cả đúng không, thì mình có thể mình báo nhá đúng không. Còn nếu anh em mà tạo ra ấy, mà nó có cái dấu tích đỏ ấy tức là gì, vẫn có bị sao một conflict đúng không, đấy thì cách xử lý như nào. Nếu như anh mà thấy dấu đỏ ấy thì anh em đúng không sẽ phải kiểm tra nhánh mình trước đúng không. Nếu mà bị cái thằng conflict ấy thì anh em sẽ là pull code từ master về nhánh của mình đúng không. Sau khi pull về như vậy thì có cái lỗi gì đúng không? Đấy thì mình xử lý lỗi trên nhánh anh em đi. Ok hết đúng không? Rồi hãng tạo một request. Yeah. Ok, cái này gọi là pull request đúng không? Được chưa? Quy trình làm việc đúng không? Khi làm thực tế. Đấy là mình sẽ làm trên nhánh của mình này, đúng không? Làm xong thì tạo pull request. Nha. Không? Trong quy trình làm việc, đúng không? Các công ty thì nó sẽ như vậy đúng không.
sau khi làm xong chức năng đúng không? Đấy thì mình không có quyền pull master mà sẽ do cái ông quản lý dự án pull về đúng không? Đấy, làm xong tạo pull request. Đấy, cái này tùy từng trang đúng không? Có trang GitHub thì nó gọi là pull request, có trang GitLab thì nó gọi là merge request các thứ. Tóm lại thì vẫn là một cái request để ông quản lý dự án biết là đã xong. Đó. Đúng không? Khi tạo thì nhớ chọn đúng nhánh đúng không? Đấy, pull từ nhánh nào về nhánh nào. Ông quản lý ông thấy đúng không? Trong này. Ông ấy vào đúng không? Ông ấy thấy ok đúng không? Ông ấy gõ mở. Đấy. Confirm mở. Xong. Vậy đến master luôn, được chưa? Đấy thì bây giờ master nó sẽ có cái code thái đây. Bên này mình chơi put đúng không? Bên này chơi put. Mới put về thôi đúng không? Ở đây, master put về rồi. Ok. Đó, tóm lại đúng không? Thì cái quy trình làm việc như vậy. Được chưa? Bên cái thằng nhân viên đúng không? Thì nó code xong, chi nhánh của nó thì nó sẽ tạo pull request đúng không? Nhớ nhá đúng không? Trước khi tạo pull request phải kiểm tra lại nhá. Nếu không lỗi gì cả đúng không thì hãng tạo nhá, nếu có lỗi thì xử lý trước đã. Được. Đấy chưa thì cái quy trình đúng không, đấy ông Linh này làm xong đúng không, làm xong thì sẽ tạo một cái pull request đúng không, pull request đấy ông này ông ấy xác nhận một cái đúng không thì có link sẽ vào trên này. Đấy, ông Mạnh làm sao đúng không? Sẽ tạo một cái pull request. Đúng không? Đấy, sau khi đúng không? Ông quản lý giá kiểm tra ok. Đúng không? Thì ông ấy ấn confirm phát là code này sẽ vào đây. Đấy, và dự án vận hành luôn, tôi chắc mời anh em luôn. Được chưa? Đây nhá. Khi không được. Tại sao? Tại vì file này gắn vào dự án đúng không? Nếu em tạo bên ngoài nó không biết dự án nào đâu. Đúng không? Mình phải tạo trong này, đúng chưa? Đúng không? Nếu nhá, em tạo trong này có master đúng không? Giả sử này, nếu em tạo ngoài này. Không có gì cả đúng không? Tại vì nó không có dự án gì cả, đúng chưa? Đấy, tóm lại nha đúng không? Dự án nào thì vào dự án đấy thì tạo nhá. Anh em mà đang dự án nào đúng không? Mà vào dự án B tạo thì nó là vào trên nhánh dự án B đấy. Đấy nhá. Khi mở GitBat này đúng không? Mà thấy có chữ master này, tức là gì? Mình đang trong một cái dự án nào đó. Đấy chưa? Đấy, ok. Rồi nhá, thì đây cái nội dung mình chia sẻ nhanh với anh em. Thì anh em thử cho mình nhá, đúng không? Dễ nhánh. Được chưa? Dễ nhánh đúng không? Bằng câu lệnh là git checkout chữ b. Đấy. Bây giờ nhá, sẽ có một cái yêu cầu như sau. Mọi người này sẽ tạo nhánh riêng của mình nhá. Tạo nhánh riêng đúng không? Đấy, bây giờ mỗi nhánh sẽ có một cái chức năng gì đó đi. Đúng không? Sẽ có một file là file chức năng của Sơn này, đúng không? Chức năng của Mạnh, chức năng của Khánh đúng không? Và chức năng của Linh. Đấy, mỗi nhánh sẽ có một cái thêm một file đấy nhá. Và anh em sẽ đúng không? Sẽ sau tạo xong nhá thì anh em put lên trên cái nhánh của anh em đúng không, công việc này tạo nhánh riêng này đúng không, tạo nhánh riêng đấy rồi là thêm file đúng không, thêm file cá nhân đấy rồi put lên trên nhánh đúng không, rồi put lại lên nhánh cá nhân đúng không, làm xong thì sẽ tạo một pull request cho mình đúng không? Tạo pull request đúng không? Trên GitHub. Được chưa? Làm thử cho mình những cái này nhá. Thực hành luôn đi. Rồi tạo tách luôn. Làm đơn giản thôi.
Phần này bạn Sơn với anh Khánh có vấn đề gì không nhỉ? Anh em có rõ cái quy trình làm việc không hay là có vấn đề gì không nhỉ? Dạ em hiểu rồi. Okay. Anh Khánh thì sao? Rồi đến thực hành làm. Ok. Anh em thử nhá. Vừa rồi anh em vừa thực hành xong cái phần đúng không? Tạo nhánh này đúng không? Rồi thêm file của mình đúng không? Đấy, rồi put lên trên và tạo ra cái thằng pull request để làm việc file riêng đúng không? File riêng. Rồi, giả sử bây giờ đi sẽ có một số chức năng mà ông làm chung với nhau chẳng hạn. Đúng không? Đó. Thì sẽ như nào? Một thực ra cái thằng làm chung này thì nó sẽ là hạn hữu xảy ra thôi. Hầu như người ta sẽ cố gắng phân thế nào để anh em không bị trùng chức năng với nhau. Đấy. Nhưng mà giả sử mà có trường hợp bị trùng thì anh em sẽ xử thế nào đúng không? Đấy, thì bây giờ nhá. Nó cũng giống như vậy thôi đúng không? Tức là anh em sẽ viết trùng file. Được chưa? Đấy, thì bây giờ nhá. Mình sẽ có một cái file chung này đi. Đúng không? Mình sẽ tạo ra một file chung và mọi người sẽ cùng sửa file đấy đúng không? Đấy ở trên nhánh của anh em. Mình sẽ tạo thử pull request xem như thế nào. Sẽ pull này cho đủ nhá. Để biết là có những nhánh gì mới thì anh em chạy git phép này. Chưa? Hiện tại ngon là có thêm nhánh Khánh này, nhánh Linh, Mạnh, Sơn đúng không? Đấy. Đấy thì có lệnh nhá, git phép đúng không? Là nghe những thay đổi. Đấy. Đấy. Anh em có thể chạy git phép đúng không? Để biết là có gì thay đổi không không? Nếu có thay đổi thì anh git pull về. Chưa? Không có thì cứ làm thường. Rồi tiếp theo này, bây giờ nhá đúng không, trên cái nhánh master đi mình sẽ tạo ra một cái file nữa chẳng hạn, một cái file là công việc chẳng hạn, công việc chung đi. Đó, như này. Trong này đúng không? Mình sẽ điểm danh là mình sẽ ghi là một này, công việc của Thái chẳng hạn đúng không? Rồi để chấm chấm sau. Rồi, rồi nha, bây giờ đúng không? Anh em sẽ đúng không? Tạo nhánh riêng của mình đúng không? Đó là anh em có nhánh riêng đúng không? Thì không phải tạo nữa. Đấy, trên nhánh riêng đúng không? Trên nhánh riêng anh em sẽ pull cái nhánh master về để có cái file của chung này. Nó lại nhá đúng không? Đầu tiên này. Đây bài tập 1 đúng không? Bài tập 2 này. Chấm hai đúng không? Sẽ là đúng không? Pull đúng không? Pull master về. Để có file. File này chung đúng không? File chung. Đấy. Xong rồi đúng không? Mình sẽ sửa, anh em sửa vào chung mình nhá, giống như điểm danh nãy đúng không? Đấy, sửa nội dung vào cái file này, sửa nội dung cái file công việc chung này. Đấy, sửa xong không thì commit put lên trên nhánh cá nhân đúng không, và tạo pull request put lên nhánh cá nhân. Đấy. Rồi là tạo pull request. Được chưa? Đấy, xem nó có conflict gì không. Không. Em pull thì nhánh nào pull về cũng được. Mà pull thì nhánh nào cũng pull về được, còn push thì phải push đúng nhánh. Anh nghe chưa? Rồi nha. Nhưng mà lại vào điểm danh như vậy. Nhánh khác mà. Gì?
Thế bây giờ không? Anh em làm việc thực tế thì mình không không được bút trực tiếp lên trên master, mà mình sẽ bút lên nhánh của anh em. Đấy, rồi người ta sẽ kiểm tra nhánh em để mở ra. Thì em sẽ tạo cái thằng pull request đúng không? Để người ta biết là ra sao. Đấy, lúc nãy đúng không? Là mình làm việc riêng lẻ đúng không? Bây giờ sẽ là làm chung một cái file đi. Để thử nha. Rồi. Đúng không? Thì vừa rồi anh em vừa trải nghiệm qua cái việc đúng không? Làm việc nhóm. Đó. Thì mình sẽ có một số cái bước như sau nhá, đúng không? Nốt lại để anh em có thể sau này mình đi theo. Rồi. Đúng không? Với cái phần mà làm việc chung này đúng không? Đó. Thì đầu tiên đúng không? Đấy, sau khi làm xong nhé đúng không? Làm xong chức năng này. Các bước nhé đúng không? Khi làm xong đúng không? Làm xong công việc. Làm xong việc đúng không? Thì anh em sẽ put lên nhánh cá nhân đúng không? Đấy. Put lên trên nhánh của mình. Thì put lên nhánh mắt cá nhân đúng không? Lên nhánh cá nhân. Đấy. Đúng không? Sau đó này để đảm bảo đúng không? Đảm bảo rằng code của nhánh cá nhân bên nhánh master không bị lỗi gì cả đúng không? Đấy. Để đảm bảo đúng không? Đảm bảo master đúng không? Không bị đúng không? Conflict với cá nhân. Đấy, để đảm bảo hai nhánh này không có lỗi gì đúng không? Đấy, để chắc chắn rằng khi mình cho code từ nhánh anh em lên trên master, master không bị vỡ đúng không? Thì mình sẽ cần phải pull code từ master về nhánh của mình, được chưa? Pull code từ master về nhánh cá nhân. Từ master về, đúng không? Đấy, xem có lỗi gì không? Được chưa? Kiểm tra có lỗi gì hay không đúng không? Thì anh em vào trong thằng này này. Đúng không? Ở trong git. Đây, đúng không? Đấy, xem có những lỗi gì trong này. Được chưa? Chấm đỏ đúng không? Chấm than tức là đang có conflict đúng không? D là có file xóa này đúng không? U là file chưa commit. Đấy. U là unchecked đúng không? Unchecked là những file không biết. Ừ. Tức mình chưa có commit ấy. Thì nó chưa đưa được sự. Đúng không? Đây là file bị xóa này. Đúng không? Vừa rồi mình vừa đổi tên. Ừ. Vừa rồi mình vừa đổi tên đúng không? Vừa đổi tên từ file node sang file node.txt đúng không? Tức là file này mất đi và tạo ra file mới này đúng không? Đó. Đấy, hoặc là cái file mà m đúng không? M tức là nó đã có chỉnh sửa modify. Đúng không? Chấm than là đang có conflict. Đấy. Đấy, thì để đảm bảo không có conflict giữa code hiện tại và code trên master thì phải pull code từ master về đúng không? Đấy, xử lý lỗi nếu có. Xử lý conflict nếu có. Đấy, đúng không? Xử lý xong không? Và chạy thử, được chưa? Chạy thử code vừa có sửa này, đúng không? Nếu code này mà chạy ok đúng không? Không lỗi gì cả đúng không? Tức là cái sản phẩm nếu mình put lên trên kia cũng không lỗi. Đấy. Sau khi xử lý xong conflict đúng không? Và chạy thử sản phẩm rồi. Đúng không? Đấy. Chạy thử. Được chưa? Chạy thử sao? Ta anh em dùng HTML đúng không? Thì mở HTML ra xem có vỡ không? Đúng không? Đấy, thằng git này. Thằng git nó chỉ check về cái thằng gọi là tức là nó chỉ check về những cái dòng này đúng không? Dòng này trùng nhau hay không thôi đúng không? Chứ nó không biết code gì cả. Đúng không? Code đúng hay không thì mình phải tự kiểm tra. Không, chạy thử sản phẩm đúng không? Đấy, tức là pull code về này, xử lý conflict đúng không? Và mở HTML lên hay là mở file lên, đúng không? Xem chạy ok hay không. Đấy, xong rồi tạo pull request đúng không? Ok thì tạo pull request. Chưa? Đấy, quy trình chạy đúng không? Để đảm bảo không bị lỗi. Và một cái nữa nha đúng không? Là vấn đề là anh em dùng cái thằng Prettier này. Với cái thằng Prettier đúng không? Thì nó sẽ tự động format lại code đúng không? Đấy, vấn đề nhá. Những ông trước ông làm ấy, ông ấy không dùng Prettier chẳng hạn. Mà bây giờ mình để dùng Prettier đúng không? Thì khi mình ấn đưa phát thì nó tự động sắp xếp lại code đúng không? Đấy, thì coi như dòng này đảo lộn hết lên. Đúng không? Đấy, khi dùng cái thằng Prettier này, cái gói mà nó tự format lại code đúng không? Đấy, anh em put code của người khác về và anh em ấn đưa phát đúng không? Tất cả code nó bị xếp lại. Đúng không? Thì coi như là cái dòng bị đổ loạn đảo lộn đúng không?
đấy, dòng 1 xuống dòng 2 đúng không, dòng 2 xuống dòng 3 đấy, thì như vậy đúng không, thì nó sẽ bị config với thằng master ngay lập tức đúng không. Thì lưu ý khi xử lý config này tắt video đi, mọi lưu ý nhé, đúng không, tắt video. Khi xử lý conflict được chưa, khi làm việc tức là có thể nếu mà tất cả cùng dùng vậy thì không sao, nó có ông dùng thì là bị đúng không. Khi tắt video, khi xử lý code, xử lý conflict cứ để với tường thì khả năng sẽ tạo ra thêm nhiều config nữa, nó sẽ thay đổi dòng đúng không. Đấy. Là thầy nó quản lý trên cái dòng đúng không, thầy nó quản lý trên cái dòng đúng không. Anh em chạy tiên đang có một config không, sau khi push xong lại thành 100 config, biết sao rồi đấy. Đó, đây một số kinh nghiệm cho anh em. Đấy. Nếu mà em cần test, nếu như em chưa test file. Ừ, có thể có test được. Không, em phải lên lên master mới chơi lên sản phẩm chứ đúng không, lên master đâu đúng không? Đấy, thằng quản lý giá nó sẽ kiểm tra cái đấy. Đấy, thằng quản lý giá mà thấy nó có khoảng trong không đúng không, một công trong cái lỗi thì nó không cho em phục vụ ở đâu. Không là có những cái như kiểu commit đúng không, thì anh mới hoàn toàn quay lịch sử mà. Đấy, thấy chưa, nhớ nha đúng không, khi làm việc thì như này. Tiếp theo nha đúng không, giả sử trường hợp của bạn Mạnh vừa đề ra này, nếu như mình làm lỗi đúng không, muốn quay về lịch sử và làm tiếp tục từ lịch sử làm kiểu gì đúng không, thì mình mới có quay về lịch sử đúng không, bằng cái thằng get checkout để về lịch sử, nhưng mình nó không cho phép mình sửa lịch sử đúng không, tại vì lịch sử đã được lưu đó. Thế bây giờ đúng không, muốn tiếp tục làm việc từ cái chỗ lịch sử đang đúng thì làm như nào, hiểu không, sử nhá. Bây giờ này, không? Mình muốn quay về lịch sử nhá, thì ít lâu đúng không? Để có cái lịch sử này, giả sử nhá, mình muốn quay về cái mốc này chẳng hạn đi, được. Phải mốc này, cái check out đúng không? Về cái mốc đấy. À, sorry, check out bên liền. Đúng không? Đấy, bây giờ mình về cái mốc này rồi đúng không? Bây giờ muốn tiếp tục làm việc ở cái mốc này thì làm như nào? Hướng dẫn này. Nếu đúng không? Nếu nếu mày muốn tiếp tục đúng không? Tạo nhánh mới và chứa cái commit hiện tại. Đúng không? Muốn tiếp tục làm việc với thằng cũng này đúng không? Thì làm như sau. Git switch to C. Tên nhánh mới. Được chưa? Đúng không? Muốn tiếp tục làm việc với lịch sử đúng không? Thì git switch to C tên nhánh mới. Như này sửa nhá, bây giờ ông sẽ là git switch to C này đúng không, nhánh gọi là hotfix chẳng hạn, thì nó tạo ra được nhánh hotfix đúng không, bắt đầu từ cái vị trí hiện tại ở đây chưa, để ghi được thằng nào đây, nhân viên mới đúng không, đó đúng không, khi ở cái thời điểm này đúng không, thì cái file này đúng không, chưa, lúc đấy chưa có mới ở công mới có của ông Linh đúng không, chưa? Đây quay lịch sử đúng không, đấy bây giờ cái lịch sử này đúng không sẽ được chuyển sang nhánh hotfix, chưa? Thì bây giờ ông anh em làm việc thế là làm việc với nhánh hotfix này đó, còn cái lịch sử này đúng không vẫn ở trên trang master, chưa? Đấy tức gì, mình sẽ là tách một cái bước lịch sử ra đúng không, kiểu chiếc cảnh ấy, phải chưa? Đấy, đấy thằng lịch sử này đúng không? Bây giờ khác mình làm tiếp. Mình khác.
Được chưa? Biết là Xong rồi thì lại pull về, tại pull request. Đúng không? vì ông Đấy kiểu họ đúng không, mình làm nhà cá nhân đúng không, nhà cá nhân anh em pull master về đúng không, nhớ tay ấn Ctrl save phát tắt đi đúng không, thì tạo ra hàng trăm cái config đúng không. Đấy thì như vậy mình sẽ để quay lại cái mốc trước khi mình đấy đúng không, đấy thì anh sẽ quay về cái mốc lúc em mở đấy, anh em mở đấy được chưa, và tách danh riêng để làm việc tiếp đó. Được chưa, git switch c đúng không, để hỗ trợ quay về là tiếp tục với mốc lịch sử. Git checkout chữ B là tạo nhánh bình thường, được chưa? Còn git switch chữ C là về lịch sử và tạo nhánh mới. Đấy, có một trường nữa đúng không? Muốn tiếp tục làm lịch sử này, cái cây đúng không? Trường hợp muốn làm việc với lịch sử, đúng không? Muốn làm việc đúng không? Với lịch sử, với code cũ đúng không? Với code cũ. Đấy, thì thứ nhất đúng không? Là cái checkout về cái thời điểm mình muốn. Được. Bước 1 này, đúng không? Cái checkout đúng không? Về thời điểm mình muốn, về mốc mình muốn. Về mốc mình muốn, đúng không? Mình quay về. Đấy, ID đúng không? ID có thể xem trên này. Cái mốc của nó đúng không? Có thể xem trên này, được chưa? Đấy, muốn giả sử nhá, mình ở nhánh Thái đúng không? Đấy, mình muốn quay về mốc nào đó thì mình vào trong đây. Được chưa? ID đúng không? Hoặc là git log trên này, như nhau. Đấy, checkout về nhánh muốn này, đúng không? Câu lệnh là git checkout ID. À, đúng không? Đấy, đầu tiên đúng không? Thì phải là checkout về nhánh mình muốn đúng không? Nhánh nào đó đúng không? Nhánh này. Được chưa? Nhánh thì lúc mới ra cái ID của nhánh đấy đúng không? Rồi, rồi check out theo ID. Theo đúng không? Muốn tiếp tục làm cái lịch sử đúng không? Thì là git switch chữ C. Được. Cái này đúng không? Tên nhánh. Cái này đúng không? Để rẽ nhánh mới từ lịch sử. Được chưa? Mới đúng không? Từ mốc lịch sử. Ok, đó thì đây đúng không, là những cái nội dung quan trọng mình muốn giới thiệu anh em về thằng Git. Đấy, thằng Git đúng không, không chỉ làm việc với hiện tại đúng không, nó còn hỗ trợ mình làm việc với lịch sử nữa. Đấy thì nó người ta thường dùng này để làm dự án đúng không. Đấy là gì, thằng Git đúng không, Git nó vừa là một kho chứa đúng không, đấy vừa hỗ trợ anh em pull code và vừa hỗ trợ anh em kiểm ghép code đúng không. Ghép code mà có lệch dòng không thì nó lỗi ngay. Được chưa? Đấy. Git đúng không? Hỗ trợ anh em lưu trữ code dự án này, đúng không? Hỗ trợ anh em ghép code an toàn này, và hỗ trợ anh em làm việc lịch sử nếu mình làm sai. Đó. Được chưa? Thằng Git này không không hề biết gì cú pháp đâu nhá, đúng không? Cú pháp nó không tâm đâu. Nói cho quan tâm về cái dòng thôi, đúng không? Lịch sử thôi. Rồi thì mọi người vừa rõ đã rõ cái phần quay về lịch sử và làm việc chưa, đúng không, thì bây giờ anh em thử cho mình nhá, đúng không, thử cho mình này, để anh em sẽ thử cho mình nhá, quay về một mốc lịch sử đúng không, bằng câu lệnh là git checkout đúng không? Không, bài tập nhá, đúng không, đấy phần bài tập luyện tập cho anh em nhá, đúng không, ý thứ ba này, đấy. Thực hành làm việc với lịch sử này, thực hành đúng không? Làm việc với code cũ chẳng hạn, code lịch sử. Bước 1 đúng không? Đấy, git checkout về cái mốc lịch sử của nó đúng không? Về một mốc lịch sử. Đấy rồi, tạo nhánh mới từ lịch sử đó đúng không? Nhánh mới từ lịch sử đó. Để làm việc. Rồi, ok. Thì đây là những nội dung cần thiết, cần biết của anh em về Git.
những cái cơ bản nhất đúng không, và thông dụng nhất cho anh em. Rồi nhá, cái này anh em sẽ thực hành cho mình nhá, trong khoảng 10 phút đúng không, git check out đúng không, đấy, và git check switch trừ c là xong. À, bạn Sơn với anh Khánh đã rõ cái bài tập này chưa nhỉ? Rồi rồi thì okay, anh em thực hành cho mình nhá. Ok đúng không? Đó thì đây là cái cách làm đúng không? Để anh em có thể quay về lịch sử và sửa code từ lịch sử. Rồi, thì đây là cái nội dung về Git nhá. Đấy thì anh em đúng không? Có thể thực hành từ những bài sau nhá đúng không? Những bài sau thì có những phần nào anh em làm việc thì có thể cho lên Git. Đấy, đúng không? Các dự án mình làm đúng không? Hay là các cái bài tập mình thực hành, hay là những phần bài cá nhân đúng không? Đấy, các cái dự án cá nhân chẳng hạn. Điều tập đúng không? Thì có thể cho lên Git này để lưu lại. Ok, rồi thì đây là cái nội dung buổi hôm nay. À, kết thúc cái phần Git. Thì buổi sau mình sẽ bắt đầu chuyển sang một cái phần mới nhá, là về JavaScript. Rồi, thì anh em có thể xem trước nhá, thì phần sau nó sẽ có một chút về logic. Rồi, thì nội dung buổi hôm nay kết thúc ở đây. Thì hẹn anh em trong thứ tư nhá, sáng thứ tư nhá. Ok, chào mọi người. Chào anh ạ. Chào Sơn nhá. Vâng, chào anh.